Kể chuyện buồn đi, kể cái chuyện mà ngày xưa bị người ta cắm sừng sao đi. Cái chuyện đó cũng gọi là bị cấm sừng, nhưng mà thật sự nó vui. Ủa vui vui? Thật sự là nó vui. Lần lần một vui hay lần hai vui? Dạ, cả hai lần. Cái lần đặc biệt nhất là cô gái đó cấm sừng một lần bốn người, trong đó có em. Trời quá ơi, rảnh dữ hen. Wow. Dạ, cô gái đó tạo đến bốn cái Facebook giả. Và kết bạn với bốn bạn nam khác nhau. Trời đất. Ban đầu anh chỉ biết là cô ấy cấm sừng em là có một người khác. Nhưng mà vào một ngày á, một cái chàng trai gọi cho em, rủ ra cà phê, nói là bạn của người đó. Ra thì em mới thấy là còn hai người khác nữa. Cái anh chàng gọi cho em á, là biết hết tất cả, có nghĩa là anh đó đi hack Facebook cái cô bạn gái đó luôn. Anh cảm nhận rất là rõ ràng là cái cô gái này có một cái điều gì đó kỳ lạ, mờ ám. Dạ, cái bữa đó thì em ngồi có chàng trai người lâm phong thủ. Dạ, không nói được chữ nào hết mà chỉ có nhìn nhau rồi cười cả buổi. Sau đó thì bốn người kết bạn Facebook với nhau và chụp chung với nhau một tấm hình rồi đăng lên Facebook, và từ đó là dường như em không còn thấy cô đó nữa. Trời, thấy cái hú hồn, trời cái gì vậy trời. Tưởng đâu là đánh ghen, không phải, kết bạn Facebook với nhau thôi. Nhưng mà đó là một trải nghiệm đúng không nào? Thì cái vụ cấm sừng đó nó có hao hao giống em không, hay là nó buồn hơn? Dạ, em thì có lẽ là buồn hơn à. Buồn hơn. Nghe anh mà lần cuối cùng em quen thì em đã quen ảnh được 3 năm mấy rồi. Nhưng mà đùng một cái vẫn còn đang quen nhau thì ảnh lại xóa comment, xóa hình ảnh của em, xóa tất cả mọi thứ của em trên mạng xã hội. Ảnh để lại rất nhiều bình luận của các cô gái khác trừ em. Ủa kỳ vậy ta? Có khi nào người ta bị hack Facebook không em? Ảnh lấy Facebook đó nói chuyện với em bình thường mà. Kỳ vậy ta? Vậy là ảnh thay đổi tình cảm mình một cách đột ngột luôn. Em nói anh đã thay đổi rồi thì anh lại nói với em à? Không, anh không thay đổi. Vậy ta sao xóa comment của em? Im lặng. Im lặng là vàng. Vậy là em phải tìm hiểu lý do là anh đang quen một cô gái khác. Dạ, em có thấy rồi. Chỉ là không muốn hỏi, không còn gì để hỏi. Đó, thì em thấy không, Trọng Tấn, ảnh suy nghĩ những cái chuyện đó cũng khá là lạc quan. Anh nghĩ đó là những trải nghiệm nó vui thôi, bình thường. Quan trọng mình phải sống tốt với bản thân mình. Đó, thì nếu như ngày xưa bạn chịu khó mà chia sẻ những chuyện này, có khi khiến cho Hân cười thì sao? Cô sẽ cảm thấy bớt áp lực và nghĩ cái chuyện nó nhẹ đi, nó không tiêu cực quá về việc cấm sừng. Đó, hen. Ở vị trí đầu tiên, anh Minh Hiếu. Rồi. Xin chào tất cả mọi người ở trường quay ngày hôm nay. Xin chào anh Hưng, xin chào anh Khoa. Đúng không? Đúng không anh? Đúng đúng. Đúng không? Nhưng đúng mà dễ thương lắm thiệt. Đúng rồi. Nhìn cái mặt Quang thương Trung. Liền. Anh Quang Trung á. Bạn Hưng thì thấy anh Minh Hiếu giống bạn nghệ sĩ Quang Trung. Dạ. Diễn viên Quang Trung. Còn tôi thì tôi thấy anh Minh Hiếu giống nghệ sĩ Dưa Leo. Nhìn giống anh Dưa Leo kìa, cười tươi cưng dễ sợ. Thật ra là mình có một điều muốn hỏi thôi à. Đó là Trọng Tấn hồi trước phải là nick Facebook là gấu làm phim không ạ? Dạ đúng rồi. Chết rồi, người quen luôn. Trời ơi, người quen kìa. Người quen luôn. Cái gì vậy? Thực ra là mới đầu vô nhắc về Trọng Tấn thì em không có ấn tượng. Nhưng mà khi mà bạn đó nhắc về cái mà hack Facebook thì là em. Thì là em. Trời ơi. Mình thấy nó khá là vui. Tại vì mình quen bạn đó thì cũng mới gần một năm thôi. Nhưng mà bạn đó có mượn cái laptop của mình để mà bạn đó đăng nhập cái Facebook. Khi mà mình đi ra thì bạn đó ống vội. Xong rồi bạn đó đi về thì bạn đó để quên cái bát Facebook lại. Thì mình thấy là bạn đó đang nhắn những câu từ rất là thương yêu với một bạn tên là Gấu Làm Phim. Thì lúc đó là search cái tên ra là sẽ ra số điện thoại, cho nên mình ghi điện thoại trực tiếp cho Trọng Tấn luôn và hẹn ra quán cà phê. Thì mình có hẹn thêm hai người nữa, có hẹn thêm hai người nữa. Chứ dễ chứ anh em không quạo không, đúng không? Khi mà em nhận ra điều đó thì em cũng có chút buồn, chút quạo, chút muốn trả thù. Nhưng mà khi mà em nhận ra được có những người giống mình á thì em vui lắm anh. Đồng cảm. Em cũng có kết hợp một số dự án với bạn đó rồi. Tại vì bạn đó làm dựng phim. Từ khi đó là tụi em là bạn thân của nhau luôn. Thay vì là đối thủ cạnh tranh thì biến thù làm em bạn. Lại chọn đưa đối thủ thành bạn của mình. Đó, thấy chưa? Thấy đàn ông chúng tôi chưa? Cao thượng chưa? Thì khơi chưa?
Hy vọng là Hiếu cũng sẽ tìm thấy một cô gái khác thật là chung thủy, chỉ có một người mà thôi nhé. Dạ em cảm ơn anh. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.